Hi, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Hôm nay Mickey Studio xin test combo sản phẩm Mic ESK AT220 và sao cạc V8. Ở đây mình sẽ cắm ra loa nhé. Mọi người sau một thời gian mà mọi người yêu cầu Mickey test cái bộ sản phẩm này ra loa xem là âm thanh như thế nào. Thì hôm nay bên Mickey sẽ test cái bộ sản phẩm này ra hai cái loa đấy nha các bạn nhé. Và sau đây mình xin test một ca khúc của ca sĩ Châu Hải Phong, đó là ca khúc Bữa tối một mình. Các bạn nghe thì âm thanh của nó ra loa cũng khá là ok đúng không ạ? Và sau đây mình xin test một ca khúc của ca sĩ Châu Hải Phong, đó là ca khúc Bữa tối một mình. Sử dụng mà muốn cho mọi người nghe âm thanh thì mình sẽ kết nối ra cái loa vi tính hoặc là loa ở dàn karaoke gia đình mình cũng được. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi ủng hộ cho Mickey nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.